Xin chào quý khách, hôm nay tôi xin hướng dẫn quý khách sử dụng chức năng quản lý nhà sản xuất trong phần mềm quản lý sửa chữa bảo hành phiên bản 2012. Thì trước tiên chúng ta đăng nhập vào hệ thống. Chúng ta vào cái phần quản lý kho, danh mục và nhà sản xuất, chúng ta bấm vào đây. Thì đây là cái màn hình chính của cái chức năng quản lý nhà sản xuất. Thì đây là danh sách những cái nhà sản xuất chúng ta đã tạo. Để thêm mới một cái nhà sản xuất thì chúng ta bấm vào nút thêm mới. Thì bao gồm là tên nhà sản xuất ha, chúng ta nhập vào tên nhà sản xuất, ví dụ như là IBM. Rồi chúng ta bấm nút lưu và đóng hoặc lưu và thêm mới. Thì nếu chúng ta bấm nút lưu và đóng á, thì phần mềm sẽ tự động đóng cái màn hình này lại cho chúng ta. Nếu chúng ta bấm nút lưu và thêm mới thì sau khi lưu xong, phần mềm sẽ tự động là xóa dữ liệu trong cái ô nhập liệu này để cho chúng ta nhập tiếp vào một cái nhà sản xuất mới cho nó nhanh. Rồi ở đây chúng ta thử là bấm nút lưu và thêm mới ha. Rồi tiếp theo, rồi giả sử như vậy chúng ta nhập thêm một cái nhà sản xuất nữa, là ví dụ như Cisco đi. Rồi chúng ta bấm nút lưu và đóng. Đó, thì hai nhà sản xuất chúng ta vừa tạo là Cisco và IBM để hiển thị ở đây. Đó, thì để xem thông tin lại của cái nhà sản xuất chúng ta vừa nhập á, chúng ta bắt double click vào đây. Đó, double click vào cái dòng này. Thì ở đây là tên của nhà sản xuất chúng ta vừa tạo. Nếu mà trong trường hợp mà chúng ta muốn chỉnh sửa thông tin của cái nhà sản xuất này lại á, thì chúng ta bấm vào cái nút cập nhật này. Đó, thì nó sẽ chuyển sang cái màn hình để chúng ta sửa lại cái tên nhà sản xuất. Đó, trong trường hợp chúng ta không muốn sửa thì chúng ta đóng lại. Thì tôi xin kết thúc cái phần trình bày của mình ở đây. Cảm ơn quý khách đã theo dõi.